Xin chào các bạn. Chính phủ Canada đang tạo mọi điều kiện giúp cho sinh viên quốc tế có thể định cư và trở thành công dân của nước này sau khi hoàn thành chương trình học tập tại đây. Vậy Canada có những chính sách gì để khuyến khích du học sinh ở lại định cư sau tốt nghiệp? Thì các bạn hãy cùng tìm hiểu với Tân Đại Dương nha. Chính phủ Canada có rất nhiều chính sách khuyến khích du học sinh định cư sau tốt nghiệp như Express Entry dành cho những người lao động có kỹ năng tay nghề, Quebec Selected Skill Workers dành cho những người lao động có kỹ năng tay nghề muốn định cư tại Quebec, Provincial Nominees dành cho những ứng viên muốn định cư tại một tỉnh hoặc lãnh thổ của Canada, Atlantic Immigration Pilot dành cho những ứng viên đã tốt nghiệp một trường tại New Brunswick, Prince Edward Islands, Nova Scotia hoặc Newfoundland and Labrador. Thì Quebec là bang duy nhất ở Canada có chính sách định cư riêng, không giống như chính sách định cư theo chương trình đề cử bang của các bang khác ở Canada chịu sự chi phối của chính phủ liên bang. Còn bang Quebec với quyền lập pháp của mình đã đảm bảo được tính ổn định của chính sách định cư nơi đây. Thì từ tháng 4 năm 2014 cho đến nay thì chính quyền bang Quebec đã bắt đầu thực thi chính sách định cư cấp tốc Quebec Experience Class Program. Chương trình này cung cấp cho sinh viên quốc tế ở Quebec cơ hội để xây dựng cuộc sống và sự nghiệp của họ ở đây. Đây là một trong những con đường đơn giản nhất để sinh viên quốc tế định cư tại Canada vĩnh viễn, vì nó không yêu cầu ứng viên đạt đến một ngưỡng điểm nhất định hoặc nhận được lời mời mới nộp đơn. Quebec Skill Worker Program, nếu trung học tại Quebec và có chứng chỉ CAW, hợp lệ và Study Permit, có thể hội đủ điều kiện để nộp đơn thông qua Quebec Skill Worker Program. Các ứng viên đã học tại Quebec phải hoàn thành ít nhất một nửa chương trình học, đủ điều kiện và sẵn sàng để làm việc. Thì Quebec Skill Worker Program sử dụng một hệ thống điểm để đánh giá các đơn xin định cư của những ứng viên muốn định cư trong tỉnh. Express Entry, nếu hoàn thành chương trình học tại một trường ở Quebec và cuối cùng muốn định cư tại một tỉnh hoặc lãnh thổ khác tại Canada, có thể thông qua hệ thống Express Entry, có thể được trao một số điểm đáng kể do trình độ học vấn của mình. Hơn nữa thì sinh viên quốc tế tốt nghiệp tại các cơ sở giáo dục Canada có thể đã có được kinh nghiệm làm việc tại Canada, một yếu tố có giá trị cao khác trong hệ thống Express Entry. Vào tháng 3 thì IRCC, cơ quan di trú tị nạn và quốc tịch Canada thông báo có 4 thay đổi lớn bắt đầu từ ngày 6 tháng 6 năm 2017. Thứ nhất, những ứng viên giỏi tiếng Pháp sẽ có thêm điểm CRS, các thí sinh có kết quả kiểm tra NCLC level 7 hoặc cao hơn trong tất cả 4 kỹ năng tiếng Pháp sẽ được thêm 15 điểm nếu có kết quả thi Canadian Language Benchmark level 4 hoặc thấp hơn hoặc không có bài kiểm tra tiếng Anh nào cả. Thì các ứng viên ngoài LCLC cấp 7 tiếng Pháp thì có kết quả thi CLB level 5 hoặc cao hơn trong tất cả 4 kỹ năng sẽ được thêm 30 điểm. Thứ hai là các ứng viên có anh chị em ruột ở Canada sẽ có thêm điểm CRS. Các ứng viên có anh chị em ruột là công dân Canada hoặc thường trú nhân đang sinh sống tại Canada và từ 18 tuổi trở lên sẽ có được thêm 15 điểm. Các anh chị em ruột ở Canada phải có cùng cha hoặc mẹ với ứng viên Express Entry. Mối quan hệ với anh chị em ruột có thể thông qua ruột thịt, hôn nhân, quan hệ vợ chồng hoặc con nuôi. Thứ ba là các ứng cử viên không được yêu cầu phải đăng ký với Job Bank. Trước đây thì ứng viên phải đăng ký với Job Bank sau khi tạo hồ sơ Express Entry, trừ khi họ đã có một đề nghị tuyển dụng hợp lệ hoặc đề cử từ một tỉnh hoặc lãnh thổ. Bắt đầu từ ngày 6 tháng 6 thì đăng ký với Job Bank sẽ là tự nguyện. Điều đó nói lên rằng là các nhà tuyển dụng Canada vẫn sử dụng Job Bank để kết nối với nhân viên và đó vẫn là nơi tuyệt vời để bắt đầu tìm kiếm việc làm của bạn. Cuối cùng là IRCC đang đưa ra một cách tiếp cận mới để xếp hạng các ứng viên. Thì trước đây ứng viên được xếp hạng hoàn toàn vào điểm số CRS của họ. Tuy nhiên với hơn 40.000 ứng cử viên, có rất nhiều ứng cử viên với điểm số CRS gần bằng nhau. Điều đó đã khiến cho IRCC khó khăn trong việc quản lý vì số lượng ITA họ có thể cấp rất hạn chế. Bắt đầu từ ngày 6 tháng 6 thì ứng viên sẽ được xếp hạng bằng điểm số CRS và vào ngày và thời gian nộp hồ sơ. Điều này có nghĩa là các ứng viên sẽ được xếp hạng theo điểm CRS của họ, nhưng nếu ứng cử viên được có điểm số gần bằng nhau, họ sẽ được xếp hạng dựa vào thời gian nộp hồ sơ. Sự thay đổi lớn nhất là cách tiếp cận mới đối với các ứng viên có điểm số bằng nhau. Điều này có nghĩa là gửi hồ sơ càng sớm càng tốt, nộp hồ sơ càng sớm thì cơ hội nhận được ITA càng cao.
Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào về Canada khuyến khích du học sinh ở lại định cư sau tốt nghiệp thì hãy liên hệ ngay với đại diện tuyển sinh du học Canada tại Việt Nam, công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam Tân Đại Dương, chi nhánh tại quận 1, mặt tiền 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, số điện thoại 028-3848-4879, hoặc chi nhánh tại quận 5, 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, điện thoại 028-3838-2080, hoặc các bạn có thể truy cập vào website tandaiduong.edu.vn, tddvn.com hoặc visacanada.edu.vn. Và lưu ý là Tân Đại Dương không có chi nhánh nào tại Hà Nội nhé. Xin chào các bạn.